Tạp chí Hi-Fi TV rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Với xu hướng nhạc số ngày càng trở nên phổ biến như hiện nay, việc sử dụng các hệ thống âm thanh truyền thống để chơi nhạc số từ máy tính, USB hay streaming trực tiếp trên Internet là điều rất hiển nhiên và do đó đang là một vật dụng không thể thiếu đối với các tín đồ âm thanh. Bên cạnh những bộ đĩa to lớn với kích thước ngang bằng một chiếc đầu CD hay âm ly của các hãng âm thanh nổi tiếng như Esoteric, DCS hay Goldmoon, chúng ta lại có những bộ đĩa nhỏ bé có thể cầm ở tay, thậm chí bỏ túi được. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vài mẫu đĩa bỏ túi do tạp chí âm thanh uy tín What Hi-Fi bình chọn cho năm 2018. Những mẫu đĩa cỡ nhỏ dưới đây được chọn không chỉ vì sự tiện lợi mà còn bởi chúng sở hữu chất âm rất hấp dẫn đối với tầm giá của mình. Vậy thì đó là những mẫu đĩa nào? Cyrus Sauki là một trong những mẫu USB đa tiện lợi với mức giá bình dân nhất trên thị trường hiện nay. Đây được xem như một giải pháp đột phá nếu nhiều người sử dụng muốn phát nhạc từ chiếc điện thoại di động của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, các thiết bị Android đã có tuổi đời lên đến 10 năm và iOS là 11 năm. Từng ấy thời gian đủ để khiến cho chất lượng âm thanh của chiếc điện thoại di động thay đổi rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn những đôi tai khó tính nhất. Và đó là lúc người sử dụng cần một chiếc đắc rơi cỡ nhỏ như Cyrus Sauki. Với kết nối đầu vào micro USB cổng B và đầu ra là jack 3.5mm, chiếc đắc này có thể sử dụng như một headamp hoặc đắc cho các thiết bị máy tính và điện thoại thông thường. Duy chỉ có iPhone, do sử dụng cổng Lightning nên việc kết nối có thể phức tạp hơn một chút nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Với khả năng chuyển đổi file âm thanh chất lượng 24 bit/96 kHz cùng chất âm rất mạch lạc, đầy chi tiết, Cyrus Sauki chính là lựa chọn nâng cấp đáng giá cho bất cứ ai muốn trải nghiệm những màn trình diễn chất lượng khi sử dụng điện thoại với hệ thống âm thanh chuyên dụng của mình. Suốt 3 năm liền kể từ khi xuất hiện trong năm 2016, Dragonfly Red luôn có mặt trong danh sách những bộ đĩa cỡ nhỏ tốt nhất của What Hi-Fi. Có thể nói, đây là một trong những sản phẩm đem lại nhiều giải thưởng nhất và cũng là niềm tự hào lớn của AudioQuest. Có thể thấy AudioQuest Dragonfly Red và Cyrus Sauki có khá nhiều điểm chung. Cả hai đều có thể sử dụng làm headamp do dùng jack đầu ra 3.5mm, có thiết kế nhỏ gọn chỉ như một chiếc USB, sở hữu khả năng chuyển đổi các file âm thanh có chất lượng 24 bit/96 kHz. Vậy đâu là điều khiến AudioQuest Dragonfly Red đáng giá hơn hẳn so với Cyrus Sauki? Thứ nhất, chip DAC ESS90163 32 bit của Dragonfly Red có chất lượng âm thanh vượt trội hơn hẳn so với chip DAC của Cyrus Sauki. Thứ hai, Dragonfly Red có khả năng nhận diện chất lượng của file âm thanh thông qua đèn màu hình chuồn chuồn ở vỏ ngoài. Và cuối cùng, chiếc DAC của AudioQuest là một thiết bị 3-in-1, có thể vừa làm DAC, vừa làm headamp, vừa làm preamp do sở hữu công nghệ Bitperfect Digital Volume Control 64-bit, cho phép điều chỉnh âm lượng một cách chuẩn xác nhất. Codemojo là sản phẩm xuất sắc đến từ Cod Electronics, hãng thiết bị từ Anh Quốc với nhiều sản phẩm sáng tạo, có trình độ chế tác cao cùng chất lượng âm thanh tuyệt vời, hấp dẫn mọi đối tượng, từ người dùng phổ thông cho đến audiophile khó tính. Đây là một chiếc đắc nhỏ gọn, có mức giá dễ chịu nhất và do đó là một món hời không ai muốn bỏ qua. Bên cạnh vỏ ngoài chỉ vừa bằng lòng bàn tay, Codemojo sở hữu khung vỏ bằng nguyên khối sơn tĩnh điện màu đen, cắt gọt CNC với độ chính xác cực cao. Thiết bị có 3 cổng đầu vào Digital USB, câu siêu vào Optical cùng một cổng sạc Micro USB, đầu ra gồm 2 cổng Output 3.5mm. Điểm ấn tượng của thiết bị còn nằm ở 3 viên bi thủy tinh, cũng chính là 3 nút điều khiển gồm nút nguồn, tăng và giảm âm lượng. Khi bật máy lên thì 3 viên bi này cũng sáng lên rất đẹp mắt. Nút nguồn kiêm luôn đèn báo mức tần số lấy mẫu, 2 nút tăng giảm âm lượng cũng đổi màu khi điều chỉnh. Ngoài thời lượng pin ấn tượng lên đến 8 tiếng, Codemojo còn là một thiết bị đáng giá với khả năng xử lý định dạng âm thanh PCM từ 16 bit/44.1 kHz lên đến 32 bit/768 kHz, cũng như DSD64, DSD128 và DSD256. Do sử dụng chip DAC Z-Link ATIC 7 FPGA, Codemojo sở hữu chất âm rất cân bằng, tự nhiên và có độ chi tiết rất cao, vượt xa các chip DAC phổ thông như Ebasso hay Fio. AudioLab MDAC Plus là một phần trong series MDAC của AudioLab với 4 mẫu khác nhau. Đây là phiên bản nâng cấp của MDAC, được trang bị chip DAC ESS Sabre 329018, có khả năng xử lý định dạng PCM với chất lượng cao nhất là 32 bit/384 kHz cùng các định dạng DSD64, DSD128 và DSD256.
Với kích thước khá lớn nhưng vẫn thuộc hàng nhỏ gọn vừa tay, AudioLab MerDAC Plus có khả năng kết nối với rất nhiều thiết bị khác nhau. Chỉ riêng cổng đầu vào đã có 2 cổng COSO, 2 cổng Optical, 1 cổng AES EBU, 1 cổng USB Type B và 1 cổng USB Type A. Đầu ra có 1 cổng COSO và 1 cổng Optical. Chất lượng hoàn thiện tốt cùng chất âm hay chính là những điểm mạnh tiếp theo mà bộ DAC này sở hữu. Cord Quintet là một sản phẩm khá mới của Cord Electronics, chỉ mới xuất hiện tại CES vào đầu năm nay. Cũng giống như phần lớn DAC của Cord, Quintet khá nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu khung thân bằng nhôm rất chắc chắn. Không như nhiều DAC trên thị trường, chỉ dùng một chip DAC thông dụng như ES hoặc AKM để xử lý. Quintet dùng chip Xilinx ATX 7 FPGA được cốt lại để xử lý định dạng PCM 32-bit trên 768 kHz và hỗ trợ DSD512 với 49,152 VKTA filter taps. Quintet có 4 cổng đầu vào digital, gồm một cổng Toslink hỗ trợ 24-bit trên 192 kHz, một cặp cổng BNC COSO hỗ trợ 24-bit trên 384 kHz và DSD128, một cổng USB có thể xử lý định dạng 32-bit trên 768 kHz và giải mã các file từ DSD cho tới DSD512. Thiết bị hoạt động thông qua nguồn điện 5V từ một cổng micro USB để có thể sử dụng bộ nguồn của các bên đầu ra. Ngoài ra, Quintet cũng cung cấp 4 loại bộ lọc với chất âm khác nhau, đó là chính xác, ấm, êm và sôi động điều chỉnh thông qua nút filter. Đồng thời, khi nhảy đúc nút filter, điện áp đầu ra cũng sẽ thay đổi để phù hợp với preamp được phối ghép cùng. Có 3 mức điện áp đầu ra là 1V, 2V và 3V. Là phiên bản kế tiếp của Cord Hogo từ năm 2014, Cord Hogo 2 đem đến ấn tượng về một sản phẩm cao cấp với kích thước không thể mini hơn. Hogo 2 sở hữu lớp vỏ được gia công từ nhôm cứng để đảm bảo độ bền một cách tối ưu. Các phím đen sắc cùng lỗ thủy tinh cho phép nhìn vào ruột máy tạo ra một cảm giác khá lạ cho người sử dụng, đồng thời làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho thiết bị. Chiếc DAC có thể hỗ trợ DSD512 và PCM lên đến 768 kHz, đủ khả năng làm việc cùng các dàn âm thanh hay máy nghe nhạc cao cấp hiện nay. Cũng giống như Quintet, Cord Hogo 2 sử dụng chip tùy biến Xilinx ATX 7 FPGA được cốt lại để làm chip DAC, kết hợp với 49,152 VKTA filter taps. Bộ lọc của thiết bị cung cấp các chất âm khác nhau, gồm mạnh mẽ táo bạo, rất nhanh khỏe, hoặc mềm mại ngọt ngào hay ấm áp trìu mến. Bên cạnh các kết nối thường thấy ở DAC của Cord, Hogo 2 cũng được trang bị kết nối Bluetooth có hỗ trợ codec aptX. Nagora HD DAC là một trong những thiết bị DAC cỡ nhỏ cao cấp nhất hiện nay với mức giá gần 650 triệu. Đây chắc chắn là bộ DAC chỉ dành cho những người tin rằng giá cả không phải là vấn đề và chất lượng mới là điều đáng để quan tâm. Thiết bị có khả năng xử lý định dạng âm thanh DSD 2X và PCM 24-bit trên 384 kHz. So với các tiêu chuẩn ngày nay, đây không phải là những định dạng cao cấp nhất. Vậy vì sao Nagora HD DAC vẫn là một trong những bộ DAC tốt nhất hiện nay? Đó là vì HD DAC sử dụng tới 25 biến áp siêu tĩnh, cho phép mỗi cụm mạch được hoạt động với nguồn năng lượng sạch. Bên cạnh đó, thiết bị sử dụng hai bộ cấp nguồn rời, một bộ dành cho tầng xử lý tín hiệu digital, bộ kia dành cho tầng xử lý tín hiệu analog, giúp cho hai phần hoạt động hoàn toàn riêng biệt. Các chi tiết, linh kiện và thiết kế cũng đều thuộc hàng đầu bảng, giúp đem đến chất âm ấn tượng nhất trong số những bộ DAC có mặt trên thị trường hiện nay. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi tìm hiểu về những bộ DAC nhỏ gọn với chất lượng tốt nhất trong mọi phân khúc giá dựa theo bình chọn của tạp chí Watt Hi-Fi. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.